Cô gái đáng thương này không may bị rơi vào tay của bọn khủng bố. Cô bị bọn chúng dùng dây trói chân tay lại rồi buộc vào một cái cột. Tiếp đó bọn chúng dùng xăng tưới lên người cô để chuẩn bị thiêu. Nhưng may mắn cô đã được người của quân đội giải cứu. Vậy tại sao bọn khủng bố lại làm như vậy? Và cuộc chiến khốc liệt của quân đội để giải cứu người dân khỏi bọn khủng bố diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nhé! Một đội quân được trang bị vũ khí đang uy hiếp một nữ nhà báo để cô đọc thư đe dọa của họ. Sau khi đọc xong, họ giết chết cô trước mặt mọi người trên thế giới. Nữ nhà báo gần như tuyệt vọng, xung quanh ngoài một đám quân địch được trang bị vũ khí đầy đủ ra, thì chỉ còn lại một người già đang ngồi cuộn mình lại ở một bên, cùng một đứa bé và hai người nông dân đang kéo xác chết. Nữ nhà báo nhìn thấy vết máu trên đất của đồng nghiệp đã chết liền phẫn nộ mà hét lớn. Tên cầm vũ khí thẹn quá hóa giận, lập tức bảo thuộc hạ mở camera và chuẩn bị động thủ. Lúc này, người già ở bên gốc cây đột nhiên lấy một quả bóng ra và ném đi. Rồi bảo đứa bé nhanh rời khỏi đây, sau đó ông liền duỗi ngón tay ra rồi vẽ một thứ gì đó, hướng gió cấp 2, hướng 3 giờ, người nông dân kéo thi thể cũng dừng bước chân, thi thể đột nhiên tỉnh lại, rồi đưa hai khẩu súng trường đưa cho hai người bên cạnh, họ không phải là nông dân mà là đội quân đặc chủng, lão đại cầm đầu chuẩn bị động thủ, mấy tên địch hoảng sợ, lập tức tản ra chuẩn bị tác chiến, nữ nhà báo thì nhân cơ hội đó nằm dạp xuống đất, mấy người lính đặc chủng là những người vô cùng bí ẩn và không ai biết họ là ai, sau một trận đọ súng, tất cả kẻ địch đều đã chết hết, họ là một đội 7 người đến để cứu nữ nhà báo. Nữ nhà báo chất vấn họ tại sao không ra tay sớm hơn chút, nhiếp ảnh gia và nhà sản xuất đều đã chết hết rồi. Nhưng đội trưởng lại nói rằng, đó không nằm trong nhiệm vụ của họ. Nhiệm vụ của họ chính là cứu nữ nhà báo. Hơn nữa họ cũng không rảnh để cọ mồm với cô vì kẻ địch mới rất nhanh sẽ đến đây. Do đó họ phải lập tức lên đường đến điểm hạ cánh và lên máy bay rời đi. Thời gian quay trở lại mấy năm trước, hai người lính August và Bekia đang xin tham gia đào tạo thử nghiệm của đội quân đặc chủng. Nhưng đội trưởng không muốn để họ tham gia, vì năm đó trên chiến trường, đồng đội của ông đã dùng tính mạng của mình để cứu hai người này. Nếu như hai người đều xảy ra chuyện, thì đội trưởng sẽ cảm thấy những nỗ lực hy sinh của đồng đội mình đều vô ích hết. Nhưng August và Bekia lại nói rằng, năm đó người chiến sĩ đó đã vì để họ được tiếp tục sống nên đã hy sinh. Do đó bây giờ họ cũng muốn hy sinh để nhiều người khác được sống. Nội dung đào tạo thử nghiệm chẳng khác gì là địa ngục cả, nên hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng và các binh lính cũ, đào tạo thử nghiệm ma quỷ đã bắt đầu. 200 người lính tham gia đào tạo chỉ có thể chọn ra 20 người. Đội trưởng nói với họ, gia nhập đội đặc chủng có nghĩa là sẽ phải mai danh ẩn tích, cũng có nghĩa là lựa chọn sẽ bị quên lãng. Hơi thở cuối cùng mà bạn thở ra chính là máu của bạn. Âm thanh cuối cùng bạn nghe được chính là trầm lặng. Mục tiêu duy nhất của họ chính là bị lãng quên, nhưng tất cả lính đặc chủng đều sẽ ở bên bạn. Một người ngã xuống thì 1000 người đứng lên. Buổi đào tạo chính thức bắt đầu. Họ đứng trên đài cao nhảy xuống nước, rồi từ trên cao trượt cắp xuống, rồi phải chịu cái lạnh trong nước biển lạnh ngắt mấy chục tiếng đồng hồ để luyện sức chịu đựng. Trong lúc luyện tập tàn khốc suốt 3 ngày 3 đêm, họ không được ngủ, quyết tâm mài giũa để huấn luyện sự dũng cảm và trung thành của họ. Người huấn luyện cho họ một mảnh giấy bên trên có viết tên. Lúc này họ đã 3 ngày liền không ăn không ngủ. Giáo quan sẽ dùng hình thức tra tấn bằng nước để ép hỏi cái tên trong tay họ. Kiên trì không được thì sẽ phải bỏ cuộc. Sau khi bỏ cuộc, trong nhà ăn có đầy đủ bữa trưa thịnh soạn và coca mát lạnh cho họ uống. Một người đã bỏ cuộc, giáo quan khuyên họ, người bỏ cuộc có thể uống coca lạnh, nếu không bỏ cuộc thì sẽ tiếp tục chịu dày vò. Đến lượt bê kia, anh kiên trì suốt hơn 40 giây, phá vỡ được kỷ lục huấn luyện người mới. Điều này khiến giáo quan vô cùng hài lòng. Ngoài những kiểu huấn luyện này, họ còn phải xem qua rất nhiều kiến thức, toán học, lịch sử, địa lý, y học, hóa học, chiến thuật, tâm lý học, ngôn ngữ học. Lần huấn luyện cuối cùng cũng đã kết thúc, 90% người bị loại. Nhưng đội trưởng nói với họ, người qua rồi cũng không phải là đã xong, vì còn có những cuộc huấn luyện gian khổ hơn, những môi trường nguy hiểm hơn đang đợi họ. Đối diện với các cậu chính là mưa bom bão đạn. Và như vậy, một đội đặc chủng mới đã ra đời. Trong đó, 6 người họ chính là nhóm người đã cùng đội trưởng nhận nhiệm vụ giải cứu hôm nay. Những chiến sĩ trong hoang mạc mênh mông hiu quạnh đưa theo nữ nhà báo rời khỏi đây. Trên đường họ gặp một cái hố lớn mà bên trong toàn là thi thể, mà đây đều là kiệt tác của nhóm người vừa rồi. Nữ nhà báo thấy vậy thì vô cùng đau lòng, nhưng đội trưởng lại nói rằng đây không phải là nhiệm vụ của họ. Mà lúc này tay súng bắn tỉa Stab đã phát hiện ra lại có thêm một đội được trang bị vũ khí đang đến đây, trong đó ít nhất cũng phải đến 10 mấy người, hơn nữa họ đều mang súng hạng nặng và súng phóng tên lửa. Đội trưởng không hề sợ hãi mà để đài phát thanh ở lại đó, và quả nhiên kẻ địch đã cắn câu, tất cả đều bị thu hút đến địa điểm đã chỉ định. Nhìn thấy kẻ địch đã trúng kế, đội trưởng trực tiếp liên lạc với đội quân xe tăng. 3 quả bom hạng nặng đáp ra trực tiếp phá hủy tất cả, kéo theo 10 mấy người cùng bồi táng theo. Súng hạng nặng của kẻ địch bắt đầu chĩa về hướng họ điên cuồng bắn xả, tay súng bắn tỉa Stab bách phát bách trúng, và sau 2 phát súng đã trực tiếp bắn thẳng vào đầu kẻ địch. Còn tài xế thì bị dọa cho bỏ chạy mất dép, nhưng Su là lại bị Stab bắn bị thương rồi bồi thêm 1 phát nữa xuyên qua ngực, đắp chiếu tại trận. Nhưng cấp trên nói với họ đừng có vội mừng quá sớm, vì một nhóm kẻ địch được trang bị đầy đủ vũ khí đang phong tỏa ngọn đồi này, và lần này không phải 1-2 người mà là 2000 người. Do đó nếu muốn trốn tránh bọn chúng thì họ phải leo núi và đi xa hơn. Nữ nhà báo hỏi tại sao không có đội quân lớn đến chi viện. Đây là hành động bí mật nên đội quân lớn không thể nào lộ diện, và họ phải trèo qua núi ngay lập tức để tìm
nơi ẩn náu. Họ phát hiện ra ở đó có một ngôi mộ cổ, và họ có thể đến đó tránh nạn. Trên đường đi, nữ nhà báo hỏi đội trưởng tại sao phải cứu cô, trong khi cô lại thường gõ bàn phím, viết bài để chửi họ. Đội trưởng nói rằng họ chỉ chịu nhiệm vụ thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nữ nhà báo chất vấn họ tại sao chỉ làm những gì được ra lệnh, tại sao lại khoanh tay đứng nhìn những trận chiến. Trên thế giới có biết bao người dân chịu cực khổ, mà sao các anh không bao giờ quan tâm đến. Đây chính là cái mà các anh gọi là chiến đấu sao? Đây căn bản không phải là chiến đấu. Tay súng bắn tỉa nói rằng chúng tôi không thể chiến đấu vì thế giới. Nhưng các anh lại cứ đứng trơ mắt nhìn những tội ác này sao? Thành viên trong nhóm rất tức giận. Cô nên tôn trọng những người đã cứu mình đi. Đội trưởng không có thời gian để tranh luận với họ và tiếp tục đi tới. Nhưng không ngờ rằng người mà họ cứu lại là anh hùng bàn phím hay là thánh mẫu đây. Tối đến, họ đã đến được chỗ lăng mộ. Sau khi nhanh chóng giải quyết mấy tên địch, họ liền tiếp quản nơi này. Ngày hôm sau, họ nhìn những bức tượng ở phía xa mà hoài niệm về quá khứ và hiện tại. Phóng viên nhìn vào bức tượng và chỉ trích rằng, bất luận là văn minh của đời nào, thì sự tồn tại của binh lính cũng đều chỉ là vì chém giết. August lúc này càng tức giận hơn. Ý của cô là chúng tôi không nên tồn tại sao? Vừa nói còn nói gì mà để chúng tôi giải quyết những gian khổ, nói chúng tôi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, bây giờ thì lại thấy chúng tôi dư thừa sao? Thực ra, muốn đối phó với loại gây khó dễ này thực sự quá dễ dàng đi. Anh lính hoàn toàn có thể nói một câu, đám người nhà báo các cô chỉ biết chụp ảnh, gõ bàn phím, viết bài. Khi thảm họa xảy ra có mang cáng đi cứu người bao giờ không? Vậy thì khi nhiều thảm họa xảy ra cô chỉ biết chụp ảnh, vậy sao không đi cứu người đi? Có thời gian chụp ảnh mà lại không có thời gian đi cứu người sao? Có điều là mấy anh lính không muốn nói mà thôi, vì dù gì cứu nữ nhà báo và đưa cô bình an vô sự về nhà là nhiệm vụ của họ. Thế là họ tiếp tục lên đường. Trên đường đi họ lại gặp một nhóm kẻ địch đang giày vò hai người lớn mà bên cạnh còn có một đứa trẻ. Nhìn thấy tên lính trang bị vũ khí này sắp ra tay, Stark trực tiếp giương súng lên bắn xuyên qua đầu hắn. Thế là các chiến binh khác đã lập tức vào vị trí bắt đầu ứng chiến. Những người lính đặc chủng cũng bắt đầu ra tay chiến đấu chống lại chúng. Các ngươi đeo trùm đầu rồi diễn vai quần chúng với cây $7 một ngày mà cũng đòi so với vai chính bọn ta sao? Các thành viên trong đội đã nhanh áp chế cuộc tiến công bằng hỏa lực. Rất nhanh đám diễn viên quần chúng này đã hoàn toàn cho xuống sàn. Nhưng các thành viên không ngờ được là chúng còn có tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa nhanh chóng tìm mục tiêu nhưng lại bị đối thủ phủ đầu. Sau khi né đòn, tay súng bắn tỉa nhanh chóng điều chỉnh một phát tiễn hắn về Tây Thiên. Sau khi trận chiến kết thúc, các thành viên đã cứu được 3 người. Đội trưởng đến trước mặt người phụ nữ, còn cô thì vô cùng sợ hãi. Đội trưởng cẩn thận giúp cô tháo bịt mắt xuống, rồi nói với cô mình không phải là người xấu. Sau khi nhìn thấy mặt của đội trưởng, người phụ nữ mới có thể bình tĩnh lại. Người phụ nữ từng trải qua sự sống và cái chết liền ôm lấy đội trưởng và khóc lớn. Đội trưởng cũng nhớ lại ngày đưa tang con gái. Trải qua vô số trận chiến, ông cho rằng mình đã hiểu cái chết. Ông đã rất nhiều lần đi đến chiến trường xử lý xác chết, rồi ông cũng vô số lần đến nhà xác, nên ông cho rằng bản thân sớm đã nhìn rõ được cái chết. Mãi cho đến khi đợi thi thể của con gái trong nhà xác, ông mới phát hiện ra căn bản mình không hiểu gì về cái chết. Lúc này ông lại càng cảm nhận được sự đau khổ của những người này. Còn đồng đội cũng phát hiện ra họ đã bị bao vây. Kẻ địch bao vây đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ khắp nơi đều có dấu chân của họ, nên mỗi giây mỗi phút ở lại đây đều vô cùng nguy hiểm. Bây giờ đội trưởng chỉ có thể tự lừa dối chính mình, đó chính là sau khi chết họ sẽ được đồng đội tưởng nhớ. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. 23 anh em đã phải bỏ mạng, đội trưởng cho rằng bản thân mình sẽ nhớ mãi. Nhưng bây giờ mỗi ngày trôi qua, ký ức trong ông lại phai mờ đi một chút. Đội trưởng hỏi con tin bị thương, người bị thương thở hổn hển và đã không thể đi được nữa. Anh van xin đội trưởng hãy giết mình để kết thúc sự đau khổ. Mặc dù đội trưởng lại không nhẫn tâm, nhưng lại không còn cách nào khác mà chỉ có thể làm theo. Sau đó ông liền dẫn theo người phụ nữ và đứa trẻ rời đi. Giờ đây họ đã ngày càng tiến gần đến đích hơn. Họ rất nhanh đã đến một thôn làng. Trong thôn dường như không có người. Chiến tranh đã khiến nơi đây gần như không còn chút sự sống nào. Các thành viên vô cùng lo lắng, dắt súng theo và nâng cao cảnh giác. Đột nhiên họ gặp được một thôn dân. Cô gái chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. Lúc này họ mới có thể yên tâm hơn. Trong làng chỉ có 40 người và một người đàn ông trai tráng. Còn những người khác đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Mà người đàn ông duy nhất cũng đã bị thương. Dưới sự giúp đỡ của thôn dân, họ tạm thời ở lại đây, hôm sau có thể lên đường. Người đàn ông nói với họ từ lúc chiến tranh nổ ra, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nó giống như một hòn đảo đang bị bao quanh bởi nguy hiểm vậy. Lúc này, đội trưởng đột nhiên nhận được tin nhắn của cấp trên. Một tốp kẻ địch được trang bị vũ trang vừa đánh bại lực lượng địa phương và đang tiến về phía họ. Trên đường đi chúng sẽ đi qua một vài thôn trang, và số lượng đại khái có đến hơn 100 người. Đạn dược mà họ mang đi hành động là vô cùng hạn chế, nên một khi chạm trán, hậu quả sẽ rất thảm khốc nên nhất định phải nhanh chóng rời đi. Nữ nhà báo không đồng ý. Rời đi, các người là chiến sĩ mà, lẽ nào lại đứng trơ mắt nhìn những thôn dân này bị giết sao? Đội trưởng nói rằng nhiệm vụ của họ chính là cứu nữ nhà báo, nên bản thân không thể vì lý tưởng của nữ nhà báo mà hy sinh tính mạng của những người anh em được. Chiến đấu vì thôn dân, nói thì nghe có vẻ dễ đó, nhưng các đồng đội của tôi phải lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi. Ngôi làng này nên có nhận được số phận này sao? Cô kéo một cô gái đến,
rồi ra lệnh cho đội trưởng nhìn vào mặt cô bé và nói với cô mình là một kẻ hèn nhát đi và anh muốn bỏ họ lại. Tôi rất muốn thay đội trưởng hỏi một câu, ngày mai chúng tôi phải liều mạng ở đây, vậy ngày mai cô làm cái gì? Đương nhiên là tôi phải đi rồi, người ta chỉ là một cô gái mà thôi. Cô nói nghe chính nghĩa như vậy, vậy thì sao không thể cùng giúp đỡ nhau chứ? Ngày hôm sau, trực thăng đã đến rồi, tất cả trẻ em trong làng đều lên máy bay. Sau khi trẻ em đã lên hết thì đã không còn chỗ nữa rồi, nhưng nữ nhà báo vẫn cố chấp ngồi lên trên, còn những người lính và người lớn trong làng thì đều ở lại. Cấp trên hỏi họ tại sao các anh không quay lại, đội trưởng liền nói rằng vì chính nghĩa ở trong lòng nên họ muốn chiến đấu thêm một lần nữa. Mỗi thành viên đều sẽ ở lại, những người già đều trốn dưới lòng đất. Cả đội chỉ có 2 khẩu súng phóng tên lửa, với một số quả mìn mang theo bên người, cùng bom C4 và xăng của dân làng, một tay súng bắn tỉa, một tay súng máy, một đặc công, 3 thành viên đột kích, cùng với một đội trưởng và một chàng trai bị thương. Các thành viên bảo một cô gái cũng trốn đi, nhưng cô nói rằng chiến đấu làm nên chiến binh, nên cô muốn cùng họ chiến đấu. Mặc dù cô chưa từng được đào tạo, nhưng ít nhất là cô có thể giúp cầm vũ khí, đạn dược. Vì thôn dân chiến đấu, cô quyết không rời đi. Các binh lính sử dụng những thứ hiện có, phục kích con đường bằng bom và xăng, mỗi người chỉ có một vài băng đạn nên cần phải tiết kiệm để dùng. Lính bắn tỉa đứng gác trên tháp với khẩu súng bắn tỉa có độ chính xác cao, không có người giám sát nên anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Kẻ địch bất ngờ kéo đến, tổng cộng có 200 người, 8 xe bán tải Hilux chiến thuật, 1 xe tăng và súng máy hạng nặng, cùng súng trường tấn công AK và vô số súng phóng tên lửa. Đội ngũ của chúng vô cùng hùng mạnh và đang áp sát thành phố. Đồng đội thực hiện nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau và đang chờ lệnh xung trận. Đội trưởng vội vàng đưa August đến điểm mai phục, đợi đội xe đi qua điểm phát nổ thì sẽ lập tức kích nổ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, kẻ địch vô cùng hoảng sợ. Đội trưởng và August bắt đầu bắn xạ, lính bắn tỉa ở trên tháp cũng lần lượt xử lý từng tên. Tên cầm súng hạng nặng này đang xả súng về phía đồng đội, Stab cũng trực tiếp trả đũa, mặc dù không đánh trúng nhưng đã khiến hắn không dám ló mặt ra nữa. Stab tiếp tục tác chiến, còn các đồng đội thì bắn từ các góc, đánh bại hết tên này đến tên khác khi chúng chuẩn bị xông lên. Đợi sau khi giặc vào làng, tay súng bắn tỉa sẽ phát động một cuộc tấn công dữ dội hơn. Kẻ địch thấy không ổn nên trực tiếp dùng xe tăng tiến công. Đội trưởng nhanh chóng sơ tán mọi người. Sức tấn công của kẻ địch càng ngày càng mạnh, người xông lên càng ngày càng đông. Đội trưởng cầm bệ phóng tên lửa lên để cản phá. Một tên địch trực tiếp vượt qua tường thành, rồi đẩy người đàn ông xuống đất. Thấy anh sắp mất mạng đến nơi, đồng đội lập tức bắn vào đầu hắn ta và đã cứu được anh. Xe tăng càng lúc càng gần, đội trưởng và 3 thành viên trong đội chỉ có thể nấp sau bức tường. Đội trưởng liền hét lên, SMAW của tôi đâu? Súng phóng tên lửa 83mm đâu rồi? Ở đây, cô gái với chiếc mũ thép đầy vết đạn trên đầu vội vàng chạy ra, mặc kệ mưa bom bão đạn, đưa súng phóng tên lửa cho đội trưởng. Tay súng bắn tỉa liên tục hạ các tên địch, đánh lạc hướng sự chú ý của xe tăng. Và lúc này sẽ xe tăng đã nhắm đến anh. Đồng đội vội vàng nhắc nhở Stab nhưng đã quá muộn rồi. Đồng đội dùng bệ phóng tên lửa 85mm tấn công xe tăng, thành công ngăn chặn được cuộc tấn công của xe tăng. Tiếp tục, xe tăng tiếp tục xả đạn, Stab nhanh chóng bỏ chạy, tòa tháp giờ đã trở thành cát bụi. Bệ phóng tên lửa được nạp lại, Stab bị chấn thương bên trong do vụ nổ và tạm thời bất tỉnh. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh lại tiếp tục chiến đấu với cơ thể đầy thương tích của mình. Súng máy hạng nặng gắn trên xe của kẻ thù lại lần nữa tấn công đến, mà vừa hay lại bắn trúng mai phục của đặc công. Và chính lúc này, tay súng máy của chúng ta sắp xong rồi đây. Kẻ thù trực tiếp ném một quả lựu đạn ra, còn tay súng máy nhanh chóng ném nó ra ngoài. Tuy nhiên cách làm này lại không an toàn một chút nào, bởi vì bạn không biết rằng trước khi đối phương ném nó qua đã kéo dài mấy giây trên tay. Trong Điệp Vụ Biển Đỏ, tay của một chiến binh cũng vì thế mà đã đi luôn. Kẻ địch vẫn còn tiếp tục xông lên, các đồng đội đều đã bị chấn thương. Một đồng đội trực tiếp bị bắt, bị 4 người bao vây. Stab muốn đến ứng cứu nhưng không thể được. Đồng đội nhìn về hướng anh và cười, một ngã xuống, ngàn người đứng dậy. Nói xong anh liền kéo quả bom vinh quang trên người mang 4 tên địch cùng đi theo. Stab nhắm chặt mắt lại, anh không dám nhìn. Lại một khẩu súng máy hạng nặng gắn trên xe tải khác đang đến. Xạ thủ điên cuồng trấn áp bằng súng máy hạng nhẹ. Nhân lúc hắn không phòng bị, anh liền ném lựu đạn ra và nhanh chóng chuồn lẹ. Kẻ thù tiếp tục đến gần và các thành viên trong đội tiếp tục rút lui, tiếp tục di chuyển đến chỗ ẩn mới. Sau khi không ngừng xả súng cắt đuôi giúp Stab, anh Trọng đột nhiên bị bắn xuyên qua bụng, trực tiếp quỳ trên đất, tay bắn tỉa. Stab muốn đi cứu người, nhưng một khi lộ diện thì sẽ bị bắn chết. Bao vây, đánh tiếp viện, ai cứu ai chết đây? Anh đầu chọc nói với những người khác đừng đến đây. Sau đó quay sang nói với Stab rằng tôi sẽ là lá chắn cho anh. Súng bắn tỉa của đối thủ không thể xuyên thủng 2 lớp áo tránh đạn, nhưng có anh Trọng này trước mặt che chắn thì anh có thể giết chúng. Stab đến trước mặt đối thủ, dùng vai của đồng đội làm báng súng. Đối thủ lại tấn công, nhưng anh Trọng đã dùng thân mình chặn lại. Anh Trọng chỉ anh hướng
hướng lúc 4 giờ. Stab rất nhanh đã khóa chặt vị trí của đối phương, còn anh Chọc thì lúc này cũng chút hơi thở cuối cùng. Stab bắn thẳng qua mắt phải, xuyên qua đầu, hoàn thành việc tiêu diệt tay súng bắn tỉa, nhưng cuộc tấn công vẫn cứ tiếp tục. Các đồng đội đã dẫn các thành viên bị thương vừa chiến vừa rút lui trên suốt chặng đường, mỗi người chỉ còn lại băng đạn cuối cùng. Đội trưởng bảo cô gái tạm thời tránh đi nhưng cô lại từ chối. Chiến đấu tạo nên anh hùng nên cô muốn được cùng họ chiến đấu. Cuộc tiến công của kẻ địch càng lúc càng mạnh, các thành viên trong nhóm dùng súng trường bắn trả, hết đạn rồi thì dùng súng lục. Ngay cả các cô gái cũng rút súng ra và chiến đấu chống lại kẻ thù. Cô trực tiếp bị đánh trọng thương, còn đau hơn nữ nhà báo gấp trăm lần. Bây giờ tất cả các thành viên trong nhóm đã hết đạn dược và thực phẩm và đang bắt đầu bước vào giai đoạn chiến đấu tay đôi và dao. Chỉ còn lại đội trưởng vẫn đang cầm cự. Đúng lúc đó, ba tên địch mang bom điên cuồng xông tới. Đội trưởng muốn tiếp tục nhưng lại phát hiện ra không còn viên đạn nào nữa. Không còn cách nào khác, đội trưởng chỉ đành trực tiếp lao thẳng lên và đỡ đòn tấn công lần này bằng máu thịt của mình. Sau đó bản thân ông cũng gục ngã dưới họng súng. Nhìn thấy đội trưởng bị giết, đồng đội lập tức chặt đầu kẻ thù, rồi cướp lấy khẩu AK và giương súng lên bắn chết quân thù. Thành viên lấy được súng trường thì liền đi cứu những người khác và bắt đầu nhặt trang bị. Cuối cùng đã đẩy lùi được bước tiến cuối cùng của kẻ thù. Trận chiến cuối cùng cũng đã thắng. Ba đồng đội đã hy sinh, những kẻ thù bị đẩy lùi hứa sẽ tha cho tất cả dân làng. Dân làng sau khi chuyển nguy thành an thì đã bưng trà mời họ. Lúc này, những người đồng đội cảm thấy mọi sự hy sinh đều xứng đáng. Bộ phim đến đây là hết rồi. Đây là câu chuyện của bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ The Mountain 2. Bộ phim ra mắt cùng năm với bộ phim Chiến Lăng 2 và đã giành quán quân phòng vé ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm đó. Hướng phát triển cũng giống như Nước Mắt Mặt Trời, Giải Cứu Binh Nhì Ryan và Chiến Lăng 2. Có một điểm duy nhất không giống là bộ phim này đã cống hiến nhiều hơn tất cả những nữ chính xuất sắc nhất trong cùng ngành. Đặc Công Siêu vì lòng tốt của nữ chính và nỗi khổ của dân làng, đã chủ động chiến đấu vì dân làng và gần như đã hy sinh hết. Nhưng những gì họ viết rất thuyết phục, và nói đến cực phẩm thì tôi thấy phục nữ chính của phim này thật. Thủy Thổ đều không phục, chỉ phục mỗi bàn phím của cô thôi đấy. Và cô gái ôm súng phóng tên lửa chạy ra ngoài lúc cuối, không giống như nữ chính chỉ biết gõ bàn phím mà thôi. Được rồi, trên đây là video tuần này. Hãy nhớ theo dõi mình để mình mang đến cho các bạn nhiều bộ phim kinh điển hơn nha.